Thưa quý vị, Việt Nam đã chính thức xác nhận có 2 trường hợp đầu tiên nhiễm virus Zika tại thành phố Hồ Chí Minh và Khánh Hòa. Ngay lập tức, ngành y tế và các cấp chính quyền đã có những động thái tích cực để phòng chống dịch bệnh. Thành phố Hồ Chí Minh với vị trí trung tâm, dân cư đông đúc nên việc phát hiện một trong 2 ca nhiễm virus Zika đầu tiên của cả nước được xem là một vấn đề hệ trọng. Ngay trong ngày 5 tháng 4, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã vào thành phố Hồ Chí Minh để đi thực địa, đến nhà người mắc bệnh để nắm tình hình, cũng như phối hợp với các cấp chính quyền thành phố để xử lý dịch bệnh. Theo Bộ trưởng Tiến, bệnh Zika đã được phát hiện ở rất nhiều nước, đặc biệt là vùng Nam Mỹ và Caribe. Một số nước lân cận và mới nhất là Việt Nam vừa phát hiện những trường hợp đầu tiên, vì vậy việc tăng cường phòng chống để tránh xảy ra trên diện rộng là việc phải làm ngay. Tuy nhiên, người dân cũng không nên quá hoang mang. Bệnh do virus Zika thì nó thường nhẹ, có sốt và đau mình mẩy, hoặc có nói chung là nhẹ hơn sốt huyết và thậm chí là không có triệu chứng. Đối với chúng ta này này, có khi cũng thoáng qua thôi, tưởng là cảm cúm. Thì chỉ có cái rằng nếu mà đối với thai phụ, mà đặc biệt có thai trong 3 tháng đầu, thì có nhiều cái bằng chứng nói rằng ở các nước châu Mỹ Latin, vùng biển, vùng Caribe á, là liên quan đến cái hội chứng đầu nhỏ trẻ em. Và hiện nay bệnh này thì nó cũng lan truyền bởi cái mũi Aedes aegypti mà chúng ta gọi là con mũi vằn. Nó truyền cả bệnh sốt xuất huyết và nó truyền cả cái bệnh này. Bộ trưởng Tiến nhìn nhận thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và khu vực phía Nam nói chung có muỗi rất nhiều nên nguy cơ nhiễm virus Zika cũng như sốt xuất huyết là cao. Vì vậy việc trọng tâm cần giải quyết vẫn là diệt lăng quăng. Cái chính là bây giờ người dân ấy, một là không cần thiết đi thì không nên đi vào vùng dịch, nhất là cái vùng Brazil và vùng Nam Mỹ. Thứ hai là diệt muỗi vào lăng quăng và bảo vệ mình đừng có để muỗi và cắn vào mình và con em mình. Rồi mấy cái người mà mang bầu 3 tháng đầu tiên ấy thì càng phải hạn chế muỗi đốt. Mà muỗi này, con muỗi vằn là nó thường 9-10 giờ sáng là nó chích và nó thích đẻ ở nước sạch, nước trong. Cho nên ấy, cái chính là người dân phải lật úp các dụng cụ chứa nước không cần thiết. Thế và không được nước đọng. Song song đó, các trường hợp người dân, du khách đi từ các vùng có dịch về Việt Nam cần phải được kiểm soát chặt chẽ để chủ động phòng tránh. Ngoài việc giám sát y tế ở sân bay thì các cấp ban ngành cần chủ động phối hợp với công an cửa khẩu sân bay để nắm tình hình, lưu ý hơn với những người này để theo dõi sức khỏe thì hiệu quả phòng tránh sẽ tốt hơn. Cùng ngày, đoàn công tác của Bộ Y tế do Thứ trưởng Nguyễn Thanh Long dẫn đầu đã làm việc tại tỉnh Khánh Hòa. Thứ trưởng Long cùng đoàn công tác đã đến kiểm tra tại chùa Linh Thứ và một số hộ dân xung quanh ngôi chùa ở phường Phước Hòa, thành phố Nha Trang. Đây là nơi mà nữ bệnh nhân 64 tuổi thường xuyên lui tới hàng ngày. Tiếp đó, đoàn công tác của Bộ Y tế đến thăm hỏi động viên bệnh nhân. Ông Long cũng đề nghị Viện Pasteur Nha Trang ngay chiều tối hôm qua lấy mẫu máu của những người sống chung và cả một số người hàng xóm của bệnh nhân để xét nghiệm. Tại cuộc làm việc với Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa, ông Long cùng các thành viên trong đoàn công tác Bộ Y tế cho rằng nguy cơ dịch bệnh do virus Zika lây lan ở Khánh Hòa rất lớn do địa phương này thu hút nhiều khách du lịch trong và ngoài nước, lại thường xuyên có dịch sốt xuất huyết do muỗi chuyển bệnh. Do đó, Khánh Hòa cần quyết liệt mạnh mẽ hơn nữa trong công tác dập dịch, phòng chống dịch lây lan. Hiện nay người dân vẫn còn chưa biết nhiều về virus Zika nên việc lo lắng là điều không thể tránh khỏi. Các chuyên gia của Bộ Y tế cũng khuyên chính quyền và người dân không nên quá lo lắng vì virus Zika trên thực tế chỉ gây ảnh hưởng lớn đến phụ nữ mang thai trong 3 tháng đầu của thai kỳ. Nhưng tỷ lệ người mang thai bị nhiễm virus Zika sinh con có dị tật đầu nhỏ chỉ chiếm rất thấp, dưới 1%. Thưa quý vị, Bộ Y tế khuyến cáo đến người dân đừng quá hoang mang với virus Zika. Dù vậy, để phòng tránh tối đa, những phụ nữ có thai hoặc có dự định mang thai không nên đến các khu vực có dịch, ngoại trừ trường hợp tối cần thiết. Người dân cần nên tiến hành ngay lập tức diệt muỗi và lăng quăng ở nơi cư trú để tránh nguy cơ nhiễm bệnh từ muỗi đốt.